Bản báo cáo dịch tễ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, những bằng chứng gần đây cho thấy chủng Omicron lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta, dẫn đến rủi ro tổng thể của biến thể này vẫn ở mức rất cao. Báo cáo cũng lưu ý rằng biến thể Delta vẫn là chủng thống trị hiện nay trên toàn thế giới. Trong số hơn 1 triệu mẫu trình tự gen virus được thu thập ở các nước trên thế giới, 96% thuộc biến thể Delta và chỉ khoảng 1,6% thuộc Omicron.